nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm 300 triệu phải đóng 5 tỷ đồng. Bà Hát trú quận Thanh Khê Đà Nẵng nợ tiền sử dụng đất 120 triệu từ năm 2005 đến nay đóng bị thu theo giá mới là 600 triệu đồng, có trường hợp trước nợ hơn 300 triệu nay bị tính đến hơn 5 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng gửi Bộ Tài chính, hiện có hơn 5.000 hộ ghi nợ tiền sử dụng đất tái định cư trước ngày 1 tháng 3 năm 2011, còn nợ cả gốc lần lãi lên đến khoảng 1.000 tỷ đồng. Khi thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư tính theo đơn giá đất tại thời điểm trả nợ thì phát sinh vương mắc mới bởi số tiền phải trả tăng cao so với trước đây. Bà Hát trú tại quận Thanh Khê Đà Nẵng cho biết, năm 2005, gia đình bà bị giải tỏa và được bố trí lại một lô đất tái định cư, tiền đất nợ là 120 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bà liên hệ để trả số nợ này thì được thông báo là số nợ của mình phải trả tại thời điểm hiện tại là hơn 600 triệu đồng. Khi tôi thắc mắc vì sao số tiền nợ lại tăng lên cao gấp hơn 5 lần so với nợ gốc thì cán bộ giải thích là áp dụng theo quy định mới. Bà Hát tâm sự không chỉ trường hợp của bà Hát, tại Đà Nẵng hiện có cả ngàn hộ gia đình nợ tiền đất tái định cư đang rơi vào tình cảnh trên. Theo một lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, có trường hợp trước đây nợ chỉ hơn 300 triệu đồng, nay tính theo giá mới lên đến 5 tỷ đồng. Nguyên nhân nợ tiền sử dụng đất tái định cư tăng là vì thành phố Đà Nẵng áp dụng nghị định số 120 năm 2010 NDCB về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2011 của chính phủ. Theo nghị định này, đối với các trường hợp nợ tiền sử dụng đất tái định cư trước ngày 1 tháng 3 năm 2011 được nợ tối đa 5 năm tính từ ngày 1 tháng 3 năm 2011 tức đến ngày 29 tháng 2 năm 2016 thì hết hạn. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 trở đi, nếu chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải trả nợ theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Theo ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, các hộ tái định cư trước đây bị thu hồi đất là được đền bù với giá thấp. Theo bảng giá đất quy định hàng năm của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, được xây dựng thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, ủy ban nhân dân thành phố xây dựng bảng giá đất hàng năm gần sát với giá thị trường. Cho nên khi áp dụng giá đất tại thời điểm hiện hành để tính thu tiền sử dụng đất đối với các hộ con nợ tiền đất tái định cư thì hầu hết phải trả tăng rất cao so với nợ cũ trước đây. Theo ông Yên, để tạo điều kiện cho người dân thuộc diện tái định cư trả nợ tiền sử dụng đất cho nhà nước, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ cho gia hạn việc thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, trường hợp các hộ chưa thanh toán hết nợ tiền đất thì tính chậm nộp 5% trên một năm trên số tiền nợ gốc, không tính chậm nộp đối với số nợ lãi. Thời gian áp dụng tính tiền chậm nộp trong vòng 2 năm, quá thời hạn này mà chưa trả hết nợ, sẽ thực hiện thu tiền đất còn nợ theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Xế hộp vô tư qua đêm trên đường phố Đà Nẵng nhiều gia đình ở thành phố Đà Nẵng thoải mái để xế hộp qua đêm ngoài đường, không cần che đậy trông coi mà sáng ra không bị bốc hơi phụ tùng nào. Tại nhiều con phố nửa đêm về sáng, hình ảnh những xế hộp chơ vơ ngoài đường rất phổ biến, còn chủ nhân yên tâm say giấc. Xế hộp nối đuôi nhau qua đêm dọc trên các con đường kiệt hẻm ở Đà Nẵng là hình ảnh quen thuộc. Một bãi đổ xe tự phát gần sông Hàn không cần người trông coi. Tại một số tuyến đường lớn như đường Hai Tháng Chín, đường Nguyễn Văn Linh, Bạch Đăng, Hùng Vương, ông Ích Khiêm, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Minh Khai và một số tuyến đường khác, ô tô đậu theo các giải dọc kéo dài từ 5 đến 10 mét. Tại các tuyến đường nhỏ hơn thì xe đậu rải rác. Các xe nhiều chủng loại với giá trị từ vài trăm đến hơn tỷ đồng. Theo anh Ngô Thế Hòa, 37 tuổi, người dân sống tại đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, ô tô là phương tiện di chuyển chủ yếu của gia đình anh nhưng diện tích không cho phép nên anh thường xuyên để xe ở ngoài vào ban đêm từ trước đến nay. Trên xe tôi có lắp đặt thiết bị chống trộm, nhưng chưa khi nào nghe còi hú, cũng chẳng thấy xe hư hại hay mất mát gì, anh Hoa nói. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, 55 tuổi, bảo vệ tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh cũng chia sẻ, không chỉ vào những dịp lễ, ngày thường, du khách tìm đến Đà Nẵng rất đông, nên số lượng xe cũng theo đó tăng đáng kể. Nhiều năm làm việc tại đây, tôi chưa thấy khách phàn nàn lần nào về việc trông coi xe hay nói xe bị mất đồ, ông Hiệp cho biết. Vụ đưa tiền lẻ ở BOT cai lại, công an mời tài xế lên làm việc. Công an huyện Cây Lại cho biết quan điểm của công an huyện là không xử lý tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí mà chỉ hỏi thăm sự việc thế nào thôi. Liên quan đến việc xử tài xế đưa tiền lẻ qua trạm thu phí Cây Lại tỉnh Tiền Giang, Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang khẳng định không có việc nhận văn bản nào của BOT Cây Lại đề nghị công an tỉnh xử lý tài xế đưa tiền lẻ mua phí để phản đối trạm thu phí đặt sai chỗ và giá phí cao nếu có nhận văn bản nào đó, chúng tôi cũng không đồng ý quan điểm xử lý tài xế đưa tiền lẻ bởi quy định pháp luật không cấm, Đại tá Hùng nói. Tuy nhiên, hai ngày qua nhiều tài xế phản ánh qua đường dây nóng báo người lao động đã bị công an xã và công an phường mời lên trụ sở công an để trao đổi sự việc có liên quan. Theo đó, có ít nhất là hai nhà xe ở xã Bình Phú, huyện Cây Lầy và phường 2, thị xã Cây Lầy được công an mời lên làm việc. Trả lời phóng viên báo người lao động ngày 4 tháng 9, một chỉ huy công an huyện cây lại cho biết, quan điểm công an huyện là không xử lý tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí mà chỉ hỏi thăm sự việc thế nào thôi. Có mấy xe đi một lượt nên mời hỏi thôi chứ không có xử lý hay buộc người ta làm gì đâu, chỉ hỏi là tâm tư nguyện vọng thế nào thôi để có chủ trương chung. Vị này thông tin theo Đại tá Nguyễn Việt Hùng, trước khi trạm BOT cây lại đi vào hoạt động, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự khu vực thu phí. Trong đó, lực lượng Công an tỉnh được giao điều tiết phương tiện giao thông, chống ủng tắc, Công an huyện cây lại bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Qua ghi nhận thực tế, khi trả phí, tài xế sử dụng tiền lẻ qua trạm và bỏ tiền vào chai nước, nhưng đó không phải là hành vi vi phạm pháp luật. dân dùng đá chặn giữa đường ngăn tài xế né trạm bot biên hòa nhiều người dân sống gần trạm thu phí biên hòa đã dùng những hòn đá lớn đặt giữa đường dân sinh để ngăn các phương tiện bốn bánh qua lại liên quan đến việc trạm bot biên hòa đặt nhầm chỗ vừa qua những hộ dân sinh sống trên hai con đường dân sinh thuộc xã trung hòa huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã đặt nhiều tảng đá to giữa đường để ngăn các phương tiện qua lại trên tuyến đường này đường tránh thành phố Biên Hòa có chiều dài hơn 12 km do công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận đầu tư theo hình thức BOT. Sau khi hoàn thành, tuyến đường được đặt tên là Võ Nguyên Giáp và chính thức đi vào hoạt động cách đây hơn 3 năm. Lấy lý do thu hồi vốn, nhà đầu tư đã cho đặt trạm thu phí cách tuyến đường tránh khoảng 10 km nằm trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Trung Hòa. Rất nhiều tài xế cho rằng trạm thu phí Biên Hòa đặt trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Trung Hòa là sai vị trí, vì vậy nhiều phương tiện khi chạy đến đây thay vì mua vé đã chạy vào những tuyến đường dân sinh ở hai bên đường để né trạm những tuyến đường này trước đây chủ yếu là xe máy xe ba bánh di chuyển tuy nhiên hiện nay xuất hiện đủ loại phương tiện lớn nhỏ chạy liên tục như trên quốc lộ việc nhiều phương tiện chạy trên tuyến đường dân sinh khiến người dân sống hai bên đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ phải chịu cả nồ ngào các công trình nhà ở của các hộ dân cũng bị xuống cấp hư hại gây nguy hiểm cho người sống trong nhà để ngăn chặn việc các phương tiện chạy liên tục các hộ dân ở đây đã lập banner để ngăn các xe tải lớn tuy nhiên sau một thời gian một trong hai tuyến đường đã tháo banner thay vào đó người dân để ở hai bên đường những dãy đá một phần để ngăn xe qua lại một phần đảm bảo sự an toàn cho các công trình xây dựng dù liên tục phản ánh nhưng tình trạng xe tải chạy vào đường dân sinh vẫn chưa được cải thiện vừa qua các hộ dân tại đây đã quyết định đặt thêm một dãy đá lớn ở giữa đường việc này đã khiến nhiều phương tiện lưu thông qua tuyến đường này khó khăn hơn một số tài xế cho biết trước đây việc đặt đá hai bên đường để ngăn xe đã có tuy nhiên thời gian gần đây số lượng đá nhiều lên và được đặt giữa đường nên gây ra tình trạng kẹt cứng trong thời gian dài đường là đường của nhà nước là của chung nếu làm đường trọng tải bao nhiêu thì đạt biển cấm bấy nhiêu ai quá tải thì bị bắt chứ đâu phải đường riêng nhà mình mà không cho người khác đi mình cũng hiểu do né trạm nên lưu lượng xe hơi đông nhưng miễn người ta không phạm luật biết là người dân cũng rất bức xúc nhưng nên thông cảm cho anh em tài xế chúng tôi đề nghị trạm thu phí biên hòa sớm đưa trạm về lại đúng vị trí trả lại quốc lộ cho tài xế tài xế ngô văn giang bức xúc trộm cắp tiền của đồng nghiệp bị chính con gái ruột tố cáo. Không nghĩ sẽ bị con gái ruột phát giác, Xuân đã lấy trộm số tiền hơn 6 triệu đồng của người làm chung nhà hàng với mình. Tuy nhiên, người đàn bà tham lam này đã bị bắt vì lời tố cáo của con. Tài liệu điều tra cho thấy, ngày 20 tháng 8, Hà Thị Xuân sinh năm 1982, trú tại Xuân Vinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa, cùng con gái tên là Trịnh Thị Thơ, lên Hà Nội và xin việc làm tại một quán ăn trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, Hà Thị Xuân làm công việc nhặt rau và rửa bát. Do nhà hàng có chỗ ăn ở cho nhân viên nên mẹ con Hà Thị Xuân được bố trí ngủ cùng phòng với bà Đỗ Thị Nương, sinh năm 1950, trú tại Xuân Trường, Nam Định. Khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2017, trong khi đang làm việc ở ngoài nhà hàng, thì con gái của Hà Thị Xuân ra bảo với bà Nương rằng thấy mẹ lấy số tiền 6 triệu 600 ngàn đồng của bà Nương. Thấy vậy, bà Nương chạy vào phòng hỏi Xuân có lấy số tiền trên không, thì Xuân một mực chối rằng không biết và cũng không lấy số tiền của bà Nương. Bức xúc vì chính con gái của Xuân tố cáo hành vi trộm cắp của mẹ mà Xuân vẫn chối. Bà Nương đã cùng mẹ con Xuân ra công an phường Khương Đình trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, công an phường Khương Đình đã tiến hành điều tra xác minh. Tuy nhiên, kiểm tra tại nơi xảy ra trong nhà hàng không có camera nên không ghi lại được hình ảnh, biết là không có bằng chứng gì ngoài lời tố cáo của chính con ruột, Xuân càng ngoan cố. Chính vì vậy, sau khi tiến hành lấy lời khai của những người có liên quan, cơ quan công an đã tạm cho đối tượng Xuân về nhà hàng. Vì chính con gái của Xuân tố cáo mẹ mình trộm cắp nên bà Nương đã lén theo dõi thì phát hiện Xuân đang cất giấu số tiền 6 triệu 400 ngàn đồng của mình ở trong gấu quần bò. Ngay lập tức bà Nương đã đưa Xuân ra trụ sở cơ quan công an. Trước bằng chứng không thể chối cãi, Xuân đã buộc phải khai nhận hành vi trộm cắp số tiền của bà Nương. Đối tượng khai nhận, sáng 26 tháng 8, lợi dụng lúc bà Nương không có ở trong phòng, Xuân đã mở chiếc gối mà bà Nương thường cất tiền, và dùng để gối đầu đi ngủ. Phát hiện bên trong có một chiếc ví màu cam, Xuân đã mở ví ra kiểm tra và thấy bên trong có tiền, nên nảy sinh lòng tham, trộm cắp số tiền rồi mang giấu ở dưới thùng nước gạo trong bếp. Khi được cơ quan công an tạm cho về, thì Xuân đã quay lại lấy số tiền dưới thùng nước gạo rồi giấu vào gấu quần bò. Tuy nhiên, Xuân không ngờ đã bị bà Nương theo dõi và phát hiện hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân đang tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật